Anh chàng này tên là Ho Chun, là một tài phiệt của giới kinh doanh đòi nợ thuê, với sự kiêu ngạo và giàu có của mình. Dù chỉ mới vào tù ngày đầu tiên, anh đã đặt ra quy tắc riêng cho cái nhà giam này, thậm chí còn dùng tiền để chiêu mộ tất cả những đàn em của mấy đại ca băng nhóm trong tù về phe mình. Hơn thế nữa, còn đập thẳng tiền vào mặt giám ngục trưởng để mình ra tù nhanh nhất có thể. Nhưng thế méo nào, vào một ngày đẹp trời anh lại lĩnh bản án tù chung thân. Anh A Cay con chim cú dùng quyền lực của mình để ép mấy đại ca ở tù giúp mình vượt ngục. Thằng nào trong tù mà không nghe lời là anh dùng thế lực bên ngoài đập cho vợ con người đó tới tấp. Và liệu anh ta có thành công vượt ngục hay không, hãy cùng mình xem qua bộ phim này nhé. Ở phần đầu, bốn tù nhân đã vượt ngục với mục đích tương ứng. Mục tiêu của Chan là trốn thoát để hiến thận của mình cho mẹ. Lâm muốn nhìn con gái mình lấy chồng. Sen chỉ muốn bỏ trốn dù chỉ có thể làm ầm lên. Trong khi Mark, mặc dù anh ta không bỏ chạy nhưng anh ta bị trừng phạt vì anh ta là kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch bỏ trốn. Giờ họ đã bình an vô sự khi trở thành anh em trong tù. Chan đang chờ đợi tương lai gần để được ra tù, trong khi Mark được giao làm sếp chỉ đạo việc tu sửa căn phòng. Vì anh là một kiến trúc sư nổi tiếng, còn sếp của họ vẫn do Lâm nắm giữ. Công việc của anh chỉ là hát vẽ vì Lâm không muốn làm loạn để được thả nhanh. Ngày hôm sau, Chan được trưởng cai ngục giao nhiệm vụ làm cố vấn. Chan phải hướng dẫn và nói các quy tắc trong tù cho một tù nhân mới tên là Ho Chun. Chan ban đầu từ chối mệnh lệnh, nhưng sau khi biết rằng Ho Chun là một người thành công và giàu có, Chan tận dụng cơ hội này với hy vọng rằng Ho Chun sẽ thích anh ta và có thể làm việc cùng nhau sau khi Chan ra tù. Sau khi Ho Chun vào tù, Chan ngay lập tức đi tới và cho biết thông tin về các quy tắc và các hoạt động trong tù, cho đến khi bất ngờ người của Lâm bảo Ho Chun đến gặp Lâm. Nhưng không may, với sự dũng cảm và tự tin của mình, Ho Chun đã từ chối cuộc gọi và ngay lập tức khiến các tù nhân tức giận. Chính vì thế Lâm đã đích thân đến để gặp Ho Chun. Nhưng Ho Chun vẫn vô cùng ngạo mạn và có một thái độ không sợ hãi. Ho Chun phớt lờ lời giới thiệu của Lâm. Tuy nhiên, Lâm anh không bị kích động vì Ho Chun anh ở bên ngoài nhà tù với tư cách là ông chủ của nhiều công ty khác nhau. Tất nhiên anh ta không muốn trở thành cấp dưới của Lâm. Ho Chun khẳng định chắc nịch rằng anh không phải là kiểu người thích quy củ, mà ngược lại, Ho Chun là kiểu người đặt ra quy tắc và bắt mọi người phải tuân theo mình. Ho Chun không sợ hãi, còn yêu cầu Lâm và người của anh đi theo anh ta và có 48 giờ để đưa ra lựa chọn của mình. Lâm không suy nghĩ nhiều về điều đó và cứ thế bỏ đi. Lâm cũng đưa ra lời khuyên cho những người khác rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đối phó với Ho Chun. Trên mặt khác, hóa ra cách đối xử của trưởng cai ngục đối với Ho Chun là đặc biệt. Trưởng cai ngục giờ đây đã tuân theo mọi yêu cầu của Ho Chun và Ho Chun chỉ bị phạt tù trong 3 tháng. Trưởng cai ngục cũng đề nghị Ho Chun được đưa vào phòng giam riêng biệt để các tù nhân khác không bị làm phiền. Nhưng Ho Chun từ chối và không cần đối xử đặc biệt vì Ho Chun cảm thấy có thể xử lý các tù nhân đó. Và đúng vào giờ ăn trưa, Ho Chun cũng được đối xử khác với các tù nhân khác. Bất ngờ đĩa của Ho Chun bị con chuột chết nằm trên đó. Điều này đã ngay lập tức khiến Ho Chun tức giận và cuối cùng Ho Chun vào bếp để đối mặt với đầu bếp của họ. Sen giờ đây đã hơi bự đô và cuối cùng có một cuộc náo loạn trong nhà bếp để dạy cho Ho Chun một bài học. Hóa ra Ho Chun rất giỏi đánh nhau, vì vậy anh ta có thể đánh bại tất cả những người đàn em của Sen. Nhưng thật không may, Sen bất ngờ đánh Ho Chun từ phía sau và ngay lập tức khiến Ho Chun nằm sõng soài ra đất. Về phía anh Lâm được vợ đến thăm, vợ Lâm luôn đến thăm Lâm vào thứ ba hàng tuần. Vợ Lâm cũng mắng Lâm vì gửi ảnh rất xấu. Cô ấy còn nói với Lâm rằng con gái họ đang mang thai và điều đó đã làm Lâm rất vui. Ngược lại, Sen cũng được cấp dưới đến thăm. Anh ta báo cáo rằng có một tên sai vặt đã đánh anh ta trong khi làm việc. Điều này xảy ra vì Sen đã gây rắc rối trong tù. Vì vậy có một tên sai vặt đã đánh đập những người thân cận nhất đối với Sen, chắc chắn người đó là Ho Chun với mối quan hệ rộng rãi của anh ta. Ho Chun đã bảo người ngoài đánh những người thân nhất của Sen và anh ta không muốn mạo hiểm. Anh ta đã quyết định rời khỏi bang nhóm của Sen, ưu tiên cho sự an toàn của gia đình anh ấy. Khi học vẽ với Mark, Lâm nhìn thấy những hành động đáng ngờ của người băng đảng của Sen, họ chuẩn bị vũ khí để đánh Ho Chun. Tương tự như vậy, Sen cũng đang theo dõi và lên kế hoạch gì thủ tiêu Ho Chun khi anh ta đang ở trong thư viện. May mắn thay, một người của Sen bị cảnh sát trưởng đang đi tuần phát hiện và bị kéo dài án thêm 1 tháng. Nhưng riêng Sen vẫn tiếp tục kế hoạch của mình dù chỉ có 4 người. Ban đầu Chan ra sức ngăn cản, nhưng Chan không được làm bất cứ điều gì vì bị Sen đe dọa. Với vũ khí, Sen đã tấn công Ho Chun. Nhưng bất ngờ, hành động đã bị ngăn chặn bởi chính người của mình. Giờ đây họ đã phản bội Sen và chọn đứng về phía Ho Chun. Hóa ra là vì Ho Chun đã đưa tiền cho người của Sen, và với số tiền đó, họ đã trở thành cấp dưới của Ho Chun với khối tài sản mà Ho Chun sở hữu. Không khó để chiêu mộ người về phe mình. Với tình thế bị dồn vào đường cùng, Sen giờ đây đã lâm vào tình thế tiễn thoái lưỡng nan. Ngay cả khi Sen cố gắng tấn công, nhưng anh ta không thể, bởi vì anh ta đang bị chính người của mình kìm hãm. Ho Chun ra lệnh thủ tiêu Sen, nhưng Chan từ chối vì anh ta không muốn có bất kỳ rắc rối nào cho đến khi ra tù. Ho Chun muốn tự tay giết Sen ngay bây giờ, nhưng may mắn thay, Lâm đã đến đúng lúc để cứu Chan. Lâm cũng bị sốc trước những việc làm của Ho Chun tàn nhẫn với Sen như thế nào. Cuối cùng Lâm đã đưa Chan đi, nhưng khi anh muốn đưa Sen nữa thì Ho Chun ngăn cấm. Cuối cùng giữa hai người xảy ra cãi vã. Mặc dù cấm nhưng Lâm mặc kệ hắn và vẫn đưa Sen đi khỏi đó. Sau đó là tiếp tục nhiều người đứng về phía Ho Sen. Tất cả người của Lâm cũng bỏ anh. Họ rời đi vì chỉ được Lâm cho thức ăn thừa.
và hóa ra đó là cái cớ mà các tù nhân đứng về phía Ho Chun vì họ đã được trả tiền 20.000 đô la mỗi tháng. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, bỗng nhiên có một cán bộ ngân hàng đến gặp Ho Chun. Họ đưa ra thông tin là có một nạn nhân đã chết, xui xẻo thay là vì công ty của Ho Chun lập hóa đơn nên Ho Chun phải chịu hình phạt thành tội danh giết người. Ho Chun không thể chấp nhận được vì công ty của anh đã có giấy phép liên quan đến việc thu nợ và vấn đề hoàn toàn là lỗi của nhân viên. Nó không liên quan gì đến công ty của anh ta. Không chỉ vậy, bây giờ công việc đối tác với công ty của Ho Chun cũng đã hủy hợp tác vì đã biết công ty của mình có nhiều vấn đề, hơn nữa còn có nhân chứng sẽ tiết lộ tại phiên tòa vào sau này. Viên chức nói với Ho Chun rằng phải thừa nhận tại phiên tòa để lấy một bản án khoan hồng, nhưng nếu anh ta không thừa nhận, có khả năng là Ho Chun sẽ bị tù chung thân. Tình hình đó khiến anh không yên tâm, bởi vì nếu chỉ bị kết án 3 tháng thì không sao, Ho Chun có thể trả tiền cho các phạm nhân đã hứa. Nhưng nếu Ho Chun đột nhiên bị kết án chung thân, Ho Chun sẽ phải ngồi tù và anh không thể trả tiền cho họ. Ho Chun cũng có một ý tưởng, vì vụ việc trước đó mà Lâm, Chan và Mark đã trốn thoát, do đó Ho Chun yêu cầu ba người họ giúp lập kế hoạch đào tẩu. Ho Chun hứa sẽ trả cho họ 5 triệu đô la nếu thành công, nhưng họ đã từ chối lời đề nghị và cảnh cáo Ho Chun. Nếu anh thành công bỏ trốn và ra nước ngoài, nhưng anh ta sẽ không có một cuộc sống tốt lành và vẫn là một kẻ chạy trốn. Và với những việc trốn chạy trước đây, hiện nay cai ngục đã thắt chặt an ninh, mặt khác Ho Chun cũng đe dọa sự an toàn của Lâm, đặc biệt là vợ anh ta và con gái. Nếu họ không giúp Ho Chun trốn thoát thì gia đình Lâm sẽ gặp nguy hiểm, đó là điều khiến Lâm không thể làm gì nhiều và sẽ suy nghĩ về lời đề nghị trong 24 giờ. Và rất nhanh mối đe dọa thực sự đã xảy ra, vợ của Lâm khi cô ấy muốn đến thăm Lâm trong tù, đối mặt với bọn côn đồ và ngay lập tức chúng đập phá xe của cô ấy. Lâm hỏi tại sao vợ anh không đến gặp anh vào ngày hôm đó, nhưng Mark đã trấn an anh bằng cách suy nghĩ tích cực, chắc vợ anh đang bị mắc kẹt trong khi tham gia giao thông. Nhưng bất ngờ tai họa ập đến với vợ của anh được phát sóng trên TV khiến Lâm tức giận với Ho Chun. Tiếc là Lâm không thể đánh Ho Chun, vì Ho Chun đe dọa sẽ trả đũa vợ anh nếu Lâm dám đánh hắn ta. Sau đó Lâm gặp trưởng ngục để mượn điện thoại. Lâm muốn liên lạc với vợ và con gái đang gặp nguy hiểm. Lâm muốn bảo họ đi tìm chỗ an toàn tạm thời, nhưng rất tiếc, trưởng ngục không cho vì đó là quy định trong tù. Ngay cả trưởng ngục, cai ngục cũng tỏ ra thờ ơ với anh. Cho đến khi trưởng ngục bắt Lâm điền vào mẫu đơn nếu muốn mượn, Lâm đã cố gắng mượn điện thoại, nhưng trưởng ngục đã khống chế anh ta. Và cuối cùng Lâm bị cách ly, giờ chỉ còn lại Mark và Chan. Mark lo lắng rằng anh ta không thể thực hiện kế hoạch trốn thoát của Ho Chun một mình được. Bởi vì Lâm đang bị cô lập và Chan đã sắp được ra tù, Chan đã có kế hoạch là khi ra tù anh sẽ đưa ngay gia đình của Lâm đến nơi an toàn. Trong khi Mark không phải lo lắng vì Ho Chun sẽ không thể đe dọa anh, vì Mark không có gia đình ở bên ngoài và đột nhiên có một cuộc tuần tra, tất cả các tù nhân đều hoảng sợ. Đặc biệt là Chan, người bất ngờ bị các tù nhân khác ném một gói ma túy. Ho Chun cảnh báo Chan đừng vứt nó đi, bởi vì tất cả các tù nhân đã nhìn thấy nó. Và hóa ra đó là kế hoạch của Ho Chun để Chan nhận thêm hình phạt và không được ra ngoài, để Chan có thể giúp Mark trong kế hoạch bỏ trốn của Ho Chun. Khi trưởng phòng đến, Chan ngay lập tức giấu ma túy dưới chân. Trưởng phòng cai ngục cũng nghi ngờ Chan đang nói chuyện gì đó với Ho Chun. Trưởng cai ngục bảo Chan đến gặp. Và cuối cùng trưởng cai ngục phát hiện ra rằng Chan đang giấu ma túy dưới chân mình. Ho Chun bất ngờ nhận tội thay, vì vậy lần này Chan có thể thoát khỏi án tội. Sau đó, Mark cố gắng tự mình vào bệnh viện của nhà tù. Ở đó, cũng có Sen, người đang được điều trị cho sự cố trước đó. Hóa ra mục đích của Mark là phân tích kế hoạch vượt ngục của Ho Chun ở nơi đó. Rất nhanh anh tìm ra một ý tưởng và ngay lập tức mời Sen đến giúp anh ta. Ở chiều ngược lại, Lâm cũng đã được ra khỏi phòng cách ly. Lâm rất giận Chan và Mark vì họ tự ý giúp Ho Chun bỏ trốn, giận vì Lâm không muốn liên lụy đến chuyện gia đình của anh với Mark và cả Chan nữa. Hãy để Lâm tự lo liệu, nhưng Chan và Mark đã cảm thấy rằng họ là anh em sẽ giúp cứu vợ và con gái của anh ấy đang bị bắt làm con tin bởi những việc lặt vặt của Ho Chun. Mark sau đó giải thích kế hoạch trốn thoát của mình. Khi nếu bất cứ ai bị ốm hoặc bị thương, họ sẽ được đưa đến bệnh viện của nhà tù, và nếu tình trạng nghiêm trọng và không thể chữa lành, họ sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất bằng xe cứu thương. Đó là cách duy nhất khiến bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhân. Sau đó họ sẽ làm hỏng điện bằng cách sử dụng hai đinh cắm vào ổ điện dẫn đến mất điện. Nhưng không dễ dàng như vậy, vì phòng có nguồn điện dự phòng sẽ được bật lại. Vì vậy theo phân tích khi cải tạo phòng tòa nhà trong nhà tù, Mark biết nơi cất giữ các bảng điều khiển ở ngay bên dưới phòng trụ sở của họ. Vì vậy họ sẽ tháo dỡ sàn nhà để tìm bảng điều khiển và sau khi được đưa đến bệnh viện gần nhất bằng xe cấp cứu, họ sẽ chạy đi và Chan đã được thả sẽ đến đón họ. Không những thế, Mark còn nhờ giúp đỡ Sen phụ trách việc tắt đèn trong bệnh viện nhà tù bằng cách sử dụng đinh tán. Vì vị trí của Sen đang được điều trị ở đó, sau khi họ được đưa đến bệnh viện gần đó bằng xe cứu thương, họ sẽ trốn thoát và Chan khi được ra tù sẽ đến đón họ. Ngay sau đó, cuối cùng họ chuẩn bị thiết bị của mình và cũng hành động để tháo gỡ sàn nhà. Chan cuối cùng cũng đã được thả ra khỏi nhà tù, cho đến một ngày họ bị sốc bởi sự xuất hiện của trưởng cai ngục, người đã kiểm tra căn cứ của Lâm. May mắn thay họ đã trốn được vì sàn nhà được phủ bằng bạt. Nhưng sau nhiều ngày, họ không tìm thấy bảng điều khiển mặc dù nó đã được khoét đủ sâu và cuối cùng Mark đã thay đổi kế hoạch của mình. Họ sẽ làm vào thứ tư khi các bác sĩ khám cho Sen. Vào ngày đó họ giả vờ ốm để họ cũng có thể được gửi đến bệnh viện. Cách duy nhất là uống magie oxit là thành phần hóa học sẽ khiến họ bị ốm và tiêu chảy. Hóa chất magie oxit có thể lấy được ở trong bếp,
và cuối cùng họ hành động là đi vào bếp. Sau đó Mark cố gắng phá dỡ bức tường gần cửa bếp để lấy Majeosit. Nhưng thật không may, đột nhiên có một quản giáo đã đi vào bếp để làm thức ăn và họ đành phải tạm hoãn hành động cho đến khi quản giáo rời đi. Mãi không thấy rời đi, cuối cùng Ho-chun và Lâm đã làm ầm lên để đánh lạc hướng quản giáo. Và Mark vội vã thu thập các mảnh vỡ có chứa Majeosit. Sau sự cố họ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ở đó, Sen đang đợi mọi người để tiếp tục kế hoạch của mình. Sen yêu cầu Ho-chun tăng khoản thanh toán của mình lên 10 triệu đô la. Sen cũng yêu cầu Ho-chun trả tiền cho anh ta trước vì Sen không thực sự tin tưởng vào Ho-chun. May mắn thay, Lâm đã phá vỡ cuộc tranh luận và yêu cầu họ đợi bác sĩ đến. Lúc buổi tối, bác sĩ đến, ông ấy ngạc nhiên vì có nhiều người bị bệnh, vì hứa với Sen là mang cho anh một chai rượu vang. Ngay lập tức, Mark lấy rượu và đổ Majeosit vào đó. Lâm và những người khác đã đánh lạc hướng bác sĩ, họ cũng mời bác sĩ uống cùng nhưng bác sĩ từ chối. Cho đến khi cuối cùng họ nghe đài về các trận đấu ngựa, họ rất say mê trong khi đặt cược xem ai sẽ thắng. Cho đến khi cuối cùng, bất ngờ con ngựa do bác sĩ chọn đã chiến thắng. Tất cả mọi người đều vui vẻ và thăng hoa, do đó bác sĩ cũng uống rượu với tất cả bọn họ. Họ làm vậy để nếu họ bị bệnh thì sẽ không có ai chăm sóc họ, để tất cả họ sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất bằng một chiếc xe cấp cứu. Và chắc chắn, họ uống xong không lâu thì đều bị đau bụng dữ dội, trong khi ở phía bên kia, một trong số các giám thị đã nghi ngờ Lâm và những người khác. Và camera quan sát trong phòng bệnh không hề di chuyển, anh ấy cũng đã báo cáo với trưởng ngục để điều tra. Nhưng trưởng ca đã phớt lờ anh ta và cho rằng camera quan sát bị hỏng. Trưởng ca cũng bảo đưa Lâm và những người khác đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Và nó cũng đã làm xảy ra một cuộc tranh cãi giữa trưởng ngục và cấp dưới, vì cấp dưới tin rằng họ đang có âm mưu gì đó. Nhưng trưởng ngục không muốn làm phiền và phớt lờ những lời phàn nàn của cấp dưới, vì vẫn còn linh cảm nên cấp dưới đã yêu cầu trưởng ngục cùng xe cấp cứu đi theo dõi sự di chuyển của phạm nhân. Quản giáo trưởng từ chối yêu cầu nhưng anh ta vẫn nhất quyết bỏ đi mà không được sự đồng ý của cấp trên. Trên đường đi, tất cả đều toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt vì chịu đựng cơn đau bụng. Trong khi phía bên kia, Chan chuẩn bị căng dây xích để khi xe cấp cứu chạy qua là dừng lại ngay vì lốp xe bị thủng. Lúc đó tất cả phạm nhân đều được Chan giúp đỡ chạy thoát. Họ vào rừng uống thuốc giải để hóa giải chất độc. Ho-chun cũng ném đi điện thoại di động của Chan vì Ho-chun nghi ngờ Chan sẽ gọi người đến bắt Ho-chun. Tóm lại là cả bọn đi đến chỗ chiếc xe đã được Chan cung cấp để ra cảng. Giữa rừng họ đã bị đàn chó chặn lại khiến họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Một lúc sau họ cũng đến được chỗ chiếc xe. Tất cả đã thay quần áo, nhưng vẫn còn lại một thứ, đó là Mark. Chan cố gắng bắt kịp anh ta nhưng Ho-chun ngăn cản và đe dọa nếu họ tiếp tục đuổi theo Mark. Họ không thể làm được gì nên họ đi đến cảng theo kế hoạch của Ho-chun và bỏ mặc Mark một mình trong rừng. Nhưng thật không may, trên đường đi, xe của họ bị hỏng vì động cơ quá nóng nên cả bọn phải đi mua nước ở cửa hàng gần đó. Sau khi đến cửa hàng, Chan liền chạy đến mua vài chai. Tại đó, Chan cũng ghi lại số điện thoại của cảnh sát để người bán liên hệ với anh ta và báo cảnh sát. Lúc đó, cũng có thông tin cho rằng có 4 tù nhân vượt ngục. Nhưng khi người bán muốn gọi cho anh ta thì bất ngờ Ho-chun cản trở cô ta lại vì anh ta không muốn náo loạn ở đó. Lâm đã đạp vào số để Ho-chun không biết điều đó. Nhưng không may người bán nói rằng cô ta đã được Chan bảo gọi cảnh sát và cuối cùng kế hoạch phản bội Ho-chun đã bị lộ. Hóa ra họ thực sự không có ý định trốn thoát và sẽ đưa Ho-chun trở lại nhà tù. Họ đánh nhau bên trong cửa hàng. Giờ đây Ho-chun chống lại 3 người, nhưng dù chỉ là một người, Ho-chun vẫn có thể vượt qua tất cả họ bởi vì Ho-chun mang theo vũ khí. Ngay cả Sen và Lâm cũng bị đâm vào người vì bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng Ho-chun bắt người bán hàng làm con tin, nhưng rất may, ngay sau đó, cảnh sát đã đến để bao vây hiện trường. Tất cả mọi người đều bị bắt lại, nhưng đó không phải là một điều đáng buồn vì đó là kế hoạch của họ để đưa Ho-chun trở lại nhà tù. Ngoài ra, Chan cũng đã hợp tác với cấp dưới của trưởng cai ngục. Anh yêu cầu họ giúp bắt Ho-chun khi họ trốn thoát sau đó. Vì đó không phải là mong muốn của anh ta nhưng họ đã bị ép buộc bởi Ho-chun bằng cách đe dọa sự an toàn của gia đình họ. Trong khi ở phía bên kia, Giám đốc Phó Giám ngục đã đến thăm ICEC, tổ chức xử lý các vụ án tham nhũng, nơi đó hóa ra trưởng cai ngục đã nhận hối lộ từ Ho-chun. Đó là lý do tại sao trưởng cai ngục đối xử đặc biệt với Ho-chun và để Ho-chun trốn thoát. Quản giáo đầu bếp cũng báo cáo, vì anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện với Ho-chun với trưởng cai ngục. Anh ta sau này cũng sẽ là nhân chứng của tòa án. Không chỉ vậy, trưởng cai ngục còn phá vỡ quy tắc, theo đó Ho-chun được phép sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân. Điều mà trước đây Lâm không được phép, mẹ vợ của trưởng phòng cai ngục cũng nhận được một khoản chuyển khoản lớn từ công ty của Ho-chun. Từ tất cả những hành động này, hiện nay trưởng cai ngục phải trải qua sự kiểm tra thêm của cảnh sát vào ngày hôm sau. Tất cả các tù nhân vẫn hoạt động như bình thường, Ho-chun chỉ có thể im lặng và yêu cầu chấp nhận số phận của anh ta trong tù. Giờ đây Ho-chun không phải là ông chủ nữa, vì anh ta không có tiền và anh ta đã bị giam cầm suốt đời. Cảnh quay này cũng đã kết thúc phần 2 ngày hôm nay mất rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like video và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye!